Chào các bạn, hôm nay Emily sẽ chia sẻ với các bạn một số bí quyết làm đẹp da. Để nói về làm đẹp da mặt thì có rất nhiều các biện pháp tự nhiên, nhưng hôm nay Emily sẽ chỉ tập trung vào một phương pháp, đó là làm sạch da bằng dầu ô liu. Như các bạn thấy thì chai dầu ô liu có rất nhiều công dụng, có thể dùng trong việc nấu nướng. Ngoài ra thì chúng mình có thể sử dụng dầu ô liu để làm đẹp da, để làm sạch da này, làm mịn này, làm trắng này. Và sau đây Emily sẽ hướng dẫn các bạn một số bí quyết của Ly nhé. Đầu tiên là bạn có thể sử dụng dầu ô liu để tẩy trang. Ly thì ở nhà thì thường hay pha hỗn hợp dầu ô liu với cả dầu tẩy trang và sau đó để tẩy đi các lớp make up mà mình đã make up hàng ngày. Cách này thì theo như Ly thấy, khi mà sử dụng thêm dầu ô liu thì da mặt mềm hơn, và sau khi các bạn tẩy trang và dùng sữa rửa mặt xong thì da mặt các bạn sẽ cảm giác sáng hơn và căng hơn. Đầu tiên là các bạn sẽ cho một ít dầu tẩy trang vào trong bông tẩy trang và sau đó đổ thêm một ít dầu ô liu nữa. Dùng dung dịch bao gồm nước tẩy trang và dầu ô liu để, như mọi người thấy thì lớp tẩy trang này trôi rất nhanh. Những cách sử dụng dầu ô liu khác, ví dụ như là bạn có thể sử dụng ô liu để làm mặt nạ bằng cách là bạn hãy pha một hỗn hợp nước cốt chanh cùng với dầu ô liu vào bông tẩy trang, sau đó thoa lên mặt, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Sau khi để hỗn hợp dầu ô liu và nước cốt chanh trên mặt 15 phút, các bạn hãy rửa sạch bằng sữa rửa mặt và cảm nhận sự khác biệt của da mình nhé. Các bạn thấy sau khi sử dụng dầu ô liu thì da mặt của Emily mịn hơn rất là nhiều, sờ vào cảm thấy rất là thích và còn căng bóng nữa. Các bạn hãy cùng thử phương pháp làm đẹp với dầu ô liu như Emily chia sẻ ngày hôm nay nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một làn da thật là mịn màng và đẹp như da em bé. Bye bye.